Này, đó là phép thuật, nhưng bạn không thể bắt nạt con gái tôi như vậy được. Hắn là hắn, hắn là viên đế vô tận. Hoàng đế? Hắn chính là viên đế sao? À, nó có phải là bố của chị Tiêu không? Nó có phải là viên đế không? Cuối cùng cũng gặp được người thật. Đúng vậy, một ông bố già đáng ghét luôn thích lên tiếng vào phút cuối. Khi về tôi nhất định phải kiện anh ta. Cô thật vô lý. Tôi không cố ý đến muộn. Tôi định vị không gian này cũng cần chút thời gian. Ta trước tiên giải quyết một chút. Các ngươi lần này đâm lộn xộn không nhỏ. Làm tốt lắm, cậu bé là một người đàn ông, không thể chết sau lưng phụ nữ. Ha ha, nhưng vẫn cảm ơn bạn đã cứu Tiêu. Ưu đãi này tôi sẽ nhớ. Được rồi, để tôi lo phần còn lại. Không nghĩ tới lúc đầu đại thiên thế giới gần như đánh hết tất cả tồn tại đỉnh cao mới miễn cưỡng sống sót, mà bây giờ lại xuất hiện tồn tại như ngươi. Thật đáng tiếc. Không biết Thiên Huyền Chân Thành, bạn thuộc cấp độ nào? Không ngờ ngươi lại có chút hiểu biết về ngự ngoại tộc chúng ta. Mấy năm nay mà để rơi vào trong tay ta cũng không dưới 10 vị, làm sao có thể không biết? Người này có lẽ sẽ là kẻ thù thực sự của ta. Những nhân vật này của thực còn nguy hiểm hơn cả thiên địa năm đó. Bạn làm nốt thiên ma địa. Thì ra là một vị thiên ma đế. Thảo nào có thể chống lại trời đất tả từng. Người nào? Thanh kiếm mâu nâu. Vậy thì để cho bổn tọa đến xem cái này đại thiên thế giới hiện tại thiên trí tôn rốt cuộc là tiến bộ hay là thụt lùi rồi. Thế giới ma thuật. Thông thiên diệt thế thủ. Sức mạnh khủng khiếp. Cái này nốt thiên ma địa không đơn giản. Trong thời cổ đại đó, hắn ở ngự ngoại tộc cũng có thân phận địa vị rất cao. Viêm đế hẳn là không thành vấn đề phải không? Nếu như này thôn thiên ma đế là thời kỳ đỉnh cao, có thể đấu với viêm đế. Nhưng hiện tại hắn cũng liền cùng bình thường thiên trí tôn tương đương mà thôi. Sức mạnh của ngươi cho dù bây giờ không phải là thời kỳ đỉnh cao, nhưng đó cũng làm tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao lúc đầu ngươi có thể thắng thiên địa một phần? Thủ thuật này của ta gọi là Phật tức. Đây là thực lực của viêm đế sao? Thật kinh khủng. Thảo nào có thể trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới này. Vậy thôn thiên ma địa chắc là đã chết rồi. Thật ngoan cường. Nếu anh hung hăng, vậy thì cùng rơi theo bổn tôn đi. Không tốt, anh ta sẽ tự nổ tôi. Nếu tự nổ là có thể kéo ta ngã xuống. Vậy thì tôi không còn ở đây nữa. Vậy thôn thiên ma địa còn chưa chết. Gã kia cố ý tự nổ tung để che giấu bản thân, tránh nhận thức của viêm đế, với ý định tìm kiếm lối thoát thực tế. Rõ ràng ma tâm của hắn đã tự nổ tung, tại sao còn có thể thoát khỏi máy sinh? Không trách năm đó có thể thắng thiên địa một lần. Xem ra của Nhiên là có chút kỳ lạ. Này, ông già, sao bạn vẫn chưa bán? Gã đó liều mạng chạy trốn, làm sao có thể dễ dàng đánh chặn như vậy? Nhưng mà hôm nay cái này thôn thiên ma địa sợ là không đi được. Tôi không phải là người duy nhất có thể cảm nhận được kẻ thù mạnh mẽ như vậy xuất hiện bên cạnh con gái mình. Mê mơn, bố cũng đến rồi. Đại mưa sau 90. À.
Đó là bố mẹ tôi. Ngươi lại tự ý chạy loạn, có vẻ như lần này sẽ cấm bạn. Bạn ơi, cảm ơn bạn đã bảo vệ con gái nhỏ trước đây. Đây không phải là công việc vô ích. Lúc đó, ngay cả chúng tôi cũng không thể ngăn cản giữa các lớp học. Với sức mạnh của họ, rõ ràng là không thể ngăn được uy lực của ma đế kia. Cho nên chưa cảm ơn này là có nghĩa. Ha ha ha, phải không? Lâm Huynh nói ngược lại là ở Lâm Huynh nhiều năm không gặp. Không sao đâu, anh bạn. Gã này hơi kỳ cục. Cái này nuốt thiên ma địa của thật không đơn giản. Trong thời cổ đại đó, hắn tại nhân ngoại tộc trung sợ là có thể xếp vào top 10 chính tự. Trong thời cổ đại, cái này thôn thiên ma địa còn có tên khác nữa. Đó chính là 90 ngày ma địa, 90 ngày địa ngục. Theo một nghĩa nào đó, không phải nghệ sĩ, mà là 9 người. Và đó là 9 vùng đất ma thuật. Đâm thiên ma địa đến từ ngoại tộc một hệ đâm ma tộc. Lúc trước ma tộc này tổng cộng có 9 vị ma địa. Họ theo đuổi sự hoàn hảo, 9 con quỷ hợp nhất thành một, sức mạnh kinh khủng. Nói vậy đi, khi tấn công thượng cổ thiên cung, thiên địa nghênh chiến căn bản không phải là một vị ma đế. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào sức một người nuốt thiên ma địa, làm sao có thể chống lại thiên địa tu luyện một khí hóa ba thanh? Lúc trước thiên địa dựa vào một khí hóa ba tinh phá hủy 7 con quỷ, nhưng cuối cùng cũng bơi vào kho đen, chỉ có thể phong ấn 2 mài còn lại. Mà trước đó viêm đế cảm ứng được một viên ma tâm kia vỡ phụ. Chỉ là cái này thôn thiên ma địa đem ma thử 8 cho nên còn có thể mượn cái này để trốn thoát. Thì ra là vậy, nhân vật như vậy của thật là không thể thả hổ về núi. Nhưng mà hôm nay cũng là thời tiết đã hết, cả hai tôi đều ra tay, điều đó chắc chắn không thể làm cho anh ta tự do nữa. Nhưng hãy giết con quỷ này, thiên đế mới là vĩ đại nhất, hôm nay tiêu diệt hoàn toàn nó, thiên đế cũng nên có mặt. Thiên đế không phải đã ngã rồi sao? Thiên đế của thật đã ngã, nhưng vẫn còn dấu vết. Bảo vệ con dấu. Đó là những gì trời đất vẽ. Không ngờ năm đó bỏ thân phong ma, vẫn chưa phá hủy nó. Ngược lại phải có hậu nhân ngàn vạn năm sau giúp đỡ. Thật sự là có chút xấu hổ tiền bối. Nhưng ân huệ mà con cháu chúng ta nhận được, nên giúp đỡ. Năm đó đại thiên thế giới để chống lại tai nạn gia tộc, rất nhiều đỉnh cao cường giả ngã xuống, thế giới bị tổn thất nặng nề. Không ngờ sau ngàn năm lại có nhân vật ưu tú như vậy xuất hiện. Xem ra ta đại thiên thế giới khí số chưa hết. Thiên địa người ta trận chiến, hay là người khác can thiệp, rốt cuộc là anh thua. Lời này tệ quá, ngươi đẩy máy sức mạnh của cả tộc mới tạo ra nhân vật như ngươi. Nguyên bản ngươi là nhân vật tiếp trước trong chuỗi ngự ngoại tộc, nếu lúc đầu để anh đi, phần còn lại của thế giới sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Ta có thể phong ấn ngươi cho đến bây giờ, rõ ràng mục đích của tôi đã đạt được. Nhìn xem, thế giới vẫn còn tồn tại, và có rất nhiều nhân vật, cho nên người thua không phải là tôi. Thật tuyệt vời khi Mandalore có thể thấy bạn an toàn và khỏe mạnh. Lúc trước ta thượng cổ thiên cung, rất nhiều người tuyệt diệu tuyệt diễm đều không thể tu luyện ra thân bằng bất hủ. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp. Trời không phụ tôi. Thế hệ trẻ may mắn hoặc thế hệ trước tu thành bất hủ kim thân đại ấn nhất định không dám quên. Bạn nhỏ mượn trời đất xem dùng một chút. Đừng tự hào. Lần trước ngoại tộc văn nghệ căn bản không dùng quyền lực. Lần sau quay lại, đó là ngày tận thế của bạn. Con vật độc ác này của ngươi năm đó vì chiến tranh mà chạy trốn, lại còn bị kẻ kia ma đầu móc đậu, cố gắng giúp nó thoát khỏi phong ấn. Thật là tội ác. Hôm nay chuyện này đều đã kết thúc, các vị cũng mời về đi. Không chỉ hai người, nhưng có chút hứng thú với bộ máy làm sạch của tôi. Cơ duyên này vẫn là để lại cho người có duyên đi. Vậy còn cậu thì sao? Trái tim mong muốn, nhưng chỉ sợ không có tài năng và phúc duyên như vậy. Ha ha, cậu nhóc này thật chân thành. Ngươi có thể biến thành thân bằng bất tử, đó chính là có duyên với tôi. Để không để cho cái này tuyệt thế thần thông theo ta tiêu diệt, hôm nay sẽ dạy cho bạn đi. Thiên địa tiền bối đức gặp truyền nhân thật là đáng mừng. Đất đá bị trừ, tôi sẽ không ở lại nữa. Cái kia ngựa ngoại tộc ác tầm bất tử muốn đến với thế giới rộng lớn của tôi. Sau này mong hai vị chú ý nhiều hơn. Bạn nhỏ, cảm ơn ngươi trước đây ra tay cứu tiểu nữ. Ngày sau nếu gặp phải khủng hoảng cần ta vô tận lửa muốn giúp đỡ, chỉ cần thắp sáng đèn này, tôi sẽ đến. Nếu tiêu huynh đều nói như vậy, nếu tôi không nói gì, sợ là sẽ bị ta cái này nha đầu nói chuyện không ngớt đã lâu rồi. Vật này giống với na đơn tràng, nếu là nghiền nát, tôi sẽ có cảm ứng. Sự bảo vệ của hai vị tiền bối, con trai không dám quên.
Mộc Thần có cơ hội có thể đến Vũ Tiến tìm tôi chơi. Còn bạn yên tâm, cái kia Đại Hạ Hoàng Triều nợ ta sẽ để người đi thu, đến lúc đó lại chia cho bạn. Ta lần này trở về sẽ bắt đầu đột phá chí tôn. Lần sau gặp nhau, bạn sẽ không bị so sánh đâu. Đường đường Tây Thiên Chiến Hoàng lại ra tay bảo vệ danh hiệu cho một đàn em. Quá tự hạ thân phận đi. Ta độ viêm để giảm viêm. Mộc Thần này rốt cuộc là đường nào? Không ngờ nhiều năm sau lại đến Los Angeles. Tiên bối viêm đế từng đến Lạc Thần Tộc. Ta và Lạc Thần Tộc là bạn cũ. Lão Lạc, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Giờ anh không còn là người lạc đường như trước nữa. Lạc lão lời này chính là muốn đem ta tiêu viêm ở chỗ vô ơn. Năm đó nếu không phải Lạc lão dạy ta đem bản thân đấu khí đồng hóa thành linh lực, không biết tôi còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu vậy, khi tôi tìm thấy bảy người bạn, sợ là sẽ hối hận cả đời. Lão Lạc dường như có vết thương trên người. Chỉ là một ít huyết độc thôi. Chuyện nhỏ thôi. Thần tộc Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là không ngờ Mộc Thần lại có thể mời bạn đến. May mà bạn nhỏ Mộc Thần mời tôi đến đây. Nếu không, ta tiêu viêm thật ra đã thành người có ân không báo. Haha, chuyện tiếp theo để lại cho tôi đi. Ta sớm nghe qua danh tiếng của Tây Thiên Chiến Hoàng, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy danh nghĩa của viêm đế. Bản hoàng cũng đã sớm như sấm tai. Nguyên bản chuyện Tây Thiên Đại Lục ta không nên nhúng tay vào, nhưng thần tộc và ta có cứu. Vì vậy, tôi muốn thuận tiện, còn hy vọng Chiến Hoàng không làm khó dễ Lạc Thần Tộc và Mộc Thần Tiểu Dũng. Tên của viêm đế thực sự vang dội khắp thế giới. Vô tận hỏa dục cũng cực kỳ không dễ chọc. Nhưng ta là hoàng đế chiến tranh, bất bại. Đã bao giờ sợ ai? Nếu như bổn hoàng nói cái này tiện cho bổn hoàng không muốn cho thì sao? Đôi khi loại tiện lợi này sợ là phải cho. Từ lâu đã nghe nói viêm đế thu thập thiên địa vạn hộ, đốt thành lửa, vô địch. Bây giờ hoàng đạo Nhật Bản muốn xem một chút. Ta cũng sớm đã nghe nói chiến hoàng tước của Tây Thiên Chiến Hoàng một mình bước vào đại thiên, kết hợp sức mạnh tâm linh với chiến dịch tuyệt vời vô song. Hôm nay hiếm gặp cũng muốn hỏi một chút. Ha ha ha, các vị tốt nhất là đừng nhìn anh ta, để cho linh lực của mình không bị thiêu đốt. Tên mẹ kiếp của tôi thực sự xứng đáng với danh tiếng. Năm 2000. Tôi có hàng triệu quân trên đỉnh của sự bất bại này. Sau khi dung nhập linh lực, cho dù là thiên chí tôn rơi vào trong đó cũng phải bị mắc kẹt. Thật sự phi thường. Nhưng đỉnh này tuy mạnh nhưng không chịu được lửa thiêu. Thì ra người đã đến cảnh giới này rồi. Không hổ thẹn là viêm đế. Không trách ngay cả cái kia ma hợp thiên của ma hợp cổ tộc cũng không được. Lần này chỉ là may mắn thắng một chút mà thôi. Thua một chút cũng là thua Lạc Thần Tộc. Ta sẽ không làm khó chiến hoàng khát vọng ta này mộ Trần Tiểu Dũng. Người này dẫn cái gọi là màn phù của hắn đến Tây Thiên Đại Lục của ta gây loạn. Còn không kính trọng Tây Thiên Chiến Điện của ta. Làm sao có thể không trừng phạt. Chiến hoàng đừng làm phiền nữa. Mộ Thần Tiểu Hữu lần này mời tôi đến thật ra là để cho bạn mặt mũi. Viên đế có thể đến Tây Thiên Đại Lục của ta của thật là bồng mình sinh huy. Mộc Thần Tiểu Hữu trong tay có một thứ khác cũng có thể mời một người giúp đỡ. Cái kia còn hơi xa bạn. Nhưng ta nghĩ chiến hoàng hẳn là không muốn gặp lắm. Bản hoàng ngược lại là muốn biết cái này đại thiên thế giới có ai là bản hoàng không muốn gặp. Hang động Ngô Tổ Lâm. Tây Thiên Chiến Hoàng này còn có nguồn gốc với Ngô Tổ. Năm đó Ngô Tổ từng đi Binh Lăng Tộc, muốn dùng lăng mộ để hồi sinh vợ. Nhưng Binh Lăng Tộc của thật không cho phép. Hơn nữa cuối cùng còn mời đến ba vị thiên chí tôn ngồi ở. Mà một trong số đó chính là Tây Thiên Chiến Hoàng hiện nay. Tây Thiên Chiến Hoàng này luôn thích người đẹp. Lúc đó nhìn thấy bóng ma của vợ Ngô Tổ trong cốc băng, ngạc nhiên liền lấy đây cầu xin băng băng tộc đưa cho hắn làm công chúa. Gái này cũng quá kiêu ngạo, cũng coi thường Ngô Tổ lúc đó từ vị trí thấp hơn mà đến, cho nên còn trực tiếp nói với Ngô Tổ chuyện này để anh ta rút lui. Máng ngủ. Lúc đó Ngô Tổ đương nhiên là tức giận, một mình một tay giết ra Binh Lăng Tộc. Sau khi đại trận nặng nề đánh mạnh Binh Lăng Tộc lão tổ, càng là dùng sức mình đối chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng ba vị thiên chí tôn đại chiến 3 ngày 3 đêm, mạnh mẽ đánh lộn xộn chạy trốn hai vị thiên chí tôn trong đó, mà Tây Thiên Chiến Hoàng kia lại bị Ngô Tổ tức giận đuổi giết suốt 1 tháng. Sau đó nơi nào có ngũ tổ xuất hiện, Tây Thiên Chiến Hoàng này đều là trốn tránh. Thậm chí ngay cả Tây Thiên Chiến Điện thành lập cũng cách xa vó cả. Nếu hôm nay bạn mời đến là ngũ tổ, Tây Thiên Chiến Hoàng này sợ rằng không nên nghĩ đến ngày yên sinh nữa.
Hừ, cho dù tiểu tử kia mời Ngô Tổ đến, bản hoàng cũng không sợ hắn đâu. Trong trường hợp đó, bạn nhỏ, vậy thì mời Ngô Tổ đến đây. Tôi nghĩ anh ấy sẽ giúp cô một việc ngay lập tức. Chậm thôi. Được, lần này bổn hoàng liền xem ở viên đế mặt mũi, không quan tâm đến sự vô lý của đứa trẻ này. Chiến hoàng thật là tốt bụng, nhưng tôi vẫn còn một điều nữa. Còn gì nữa? Theo tôi biết, Tây Thiên Đại Lục hẳn là sắp đến lúc tranh đoạt con trai đại lục rồi. Điều này có liên quan gì đến bạn? Ta muốn thay Mộc Thần Tiểu Hữu xin một vị trí cho chiến hoàng. Con trai của lục địa Tây Thiên Đại Lục? Không thể nào, con trai của lục địa là một nguồn tài nguyên quý giá. Hoàng đế, người biết rõ hơn. Vậy có lẽ là thiên chí tôn tiếp theo. Với quy mô của lục địa Tây Thiên của chúng ta, cho dù là do sức mạnh của trời đất nuôi dưỡng mấy trăm năm, vậy lực lượng đại địa hội tụ cũng nhiều nhất chỉ có thể cấp cho 3 vị con trai đại lục. Con trai của đất liền? Viêm đế, ngươi vô tận hỏa ưu địa ngục rộng lớn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, ngay cả thiên chí tôn cũng không chỉ có một cái kia có thể sinh ra con trai của đại lục còn nhiều hơn cả đại lục Tây Thiên. Tại sao lại đến đánh chủ ý của bổn hoàng? Vô tận hỏa trầm trăm năm trước mới tranh đoạt con trai đại lục, sức mạnh của lục địa tiêu hao quá nhiều, muốn đoàn tụ lần nữa sợ là còn phải mất trăm năm nữa. Nhưng chiến hoàng, ngươi cũng không cần phải bận rộn. Tất cả những gì ta muốn chỉ là một cái tranh đoạt tư cách con trai đại lục mà thôi. Phần mộc thần cuối cùng có thể nổi bật hay không, vậy còn phải xem thực lực của bản thân hắn. Nếu là thất bại thì tự nhiên chính là vấn đề của hắn. Chẳng lẽ chiến hoàng cho rằng người Tây Thiên Đại Lục vô số cường giả này không ai có thể áp chế ở mục thần sao? Haha, chỉ là một cái hạng ngụy đế chỉ tôn. Ta ở Tây Thiên Đại Lục của ta ngay cả một cái nước hoa cũng không ra được. Muốn có được đứa con của lục địa, giấc mơ. Vậy chiến hoàng còn có gì phải lo lắng? Không có gì tuyệt đối. Tiểu tử này cũng coi như có chút cửa. Nếu đến lúc đó thành công thì sao? Vậy thì tôi không phải là lỗ lớn đâu. Hơn nữa ta Tây Thiên Chiến Điện dưới trướng vô số thế lực cùng cường giả đều là vì con trai đại lục mà đến. Họ đã trả cái giá của lòng trung thành, đã làm rất nhiều việc cho lục địa Tây Thiên của tôi. Nếu chị Mộc Thần nói tham gia thì tham gia. Hoàng đế thế nào? Nói với họ. Cho nên Viêm đế, ngươi cũng không cần tin tức này, tôi sẽ không cho anh ta. Ân tình của tiền bối Viêm đế đã nhầm lòng rồi. Nếu chiến hoàng không muốn cũng không thể ép buộc. Tôi sẽ giúp bạn cầu xin chờ cơ hội, nhưng không phải vì chuyện cá nhân, bởi vì ta hy vọng đại thiên thế giới có thể lại xuất hiện một vị giống như ta tồn tại, và bạn có tiềm năng đó. Thế giới ngày nay tuy bình lặng, nhưng cái kia ngựa ngoại tộc lại là ở trong bóng tối y tá đan đơn. Sức mạnh của họ mạnh đến mức bạn không thể tưởng tượng. Ngay cả tôi cũng sợ hãi, để thế giới không bị xâm lược thôn tính. Vì vậy, thế giới cần nhiều sự hiện diện mạnh mẽ hơn. Mà hiện nay trong đại thiên thế giới có rất nhiều đại lục có thiên chỉ tôn tọa chấn. Chỉ có Tây Thiên Đại Lục trong thời gian ngắn sẽ cạnh tranh con trai, cho nên không thể bỏ lỡ. Chiến hoàng, tư cách ta cầu xin cho mục thần không phải là tư cách của hạ ngụy đế chí tôn, mà là thượng ngụy đế chí tôn. Viêm đế, ngươi thật là tôn trọng tiểu tử này. Hoàng đế coi trọng mục thần như vậy, cũng không sợ đem tiểu tử này nâng lên cho ngã chết. Tiểu tử này một khi tiến vào chưa địa chí tôn chiến trường, tôi em rằng sẽ không còn xương nào bị ăn ngay lập tức. Để mộc thần tiến vào chiến trường chưa có địa chỉ tôn, nghĩ tới chiến hoàng hẳn là có thể yên tâm một chút đi. Mà nếu là như vậy, đều để cho mộc thần đoạt được đại lục con trai danh ngạch, tôi nghĩ đây có thể là thứ anh ấy xứng đáng. Vốn là mặt mũi của Viêm đế bổn hoàng là phải cho, nhưng số lượng con trai của đại lục này thực sự quá quan trọng. Đây là Long Phượng Thiên Tôn đan, có cái này gian muốn đến chiến hoàng hẳn là sẽ không từ chối đi. Nhìn vào mặt mũi của Viêm đế, bổn hoàng liền cho tiểu tử này tiến vào chiến trường chưa có địa chỉ tôn, tranh đoạt tư cách con trai Tây Thiên Đại Lục của ta. Nhưng chiến trường rất nguy hiểm, nếu là tiểu tử này thực lực không tốt rơi vào trong đó, đó là do anh ta tự gây ra. Nếu vậy thì cảm ơn chiến hoàng. 2 tháng rưỡi sau chính là ta Tây Thiên Đại Lục con trai tranh đoạt thời điểm. Đến lúc đó cũng mời Viêm đế đến chiến hoàng điện. Chiến tranh cộng sản sẽ đến. Trong trường hợp đó, vậy bổn hoàng liền kính đợi ngày đó quét giường chào tạm biệt. Đường đường thiên ma đế nếu là muốn tìm đối thủ, vậy thì đến với võ kính của tôi. Tại sao phải tiết lộ cho một mặt phẳng thấp hơn nhỏ này? Thật coi như ta đại thiên thế giới không có người không được. Không ngờ lại gặp Ngô Tổ ở đây. Hóa ra là Ngô Tổ. Không ngờ anh trai lại có mối quan hệ tốt như vậy. Ngay cả những nhân vật như Ngô Tổ cũng có thể mời đến. Haha, mẹ thế giới này của bạn không trốn trong tổ tiên chống ngoại lai con của bạn. Con dám chạy đến thế giới bên dưới của ta để hoang dã. Ngô Tổ, nhân viên này giết không nghi, càng đem huyết tà tộc này nguy hiểm lộ trình. Hôm nay nếu người đem người này giao ra bản gốc thì có thể rời đi. Ồ, haha. Nếu vậy, làm tốt lắm. Xem ra vô kháng hôm nay thật sự không muốn thiện nữa. Ai sẽ tốt với bạn? Hôm nay thân phận này của ngươi, ta lại là đường quen thuộc. Vị vua này không tin. Với một hóa thân linh lực của bạn có thể làm gì tôi?
kể từ khi bạn di chuyển. Vậy tiếp theo liền tiếp theo ta một chiêu thử xem. Nếu có thể nhận, hôm nay em sẽ để anh đi. Bổn tọa hôm nay ngược lại là muốn xem ngươi vô ngần rốt cuộc có tư cách gì dám nói chuyện với bổn tọa như vậy. Đói mất nước. Cực kỳ ác như nước, có khả năng hiểu lầm. Bất kỳ lực lượng tâm linh nào chạm vào nó, không chỉ không bị nhiễm khí chết, thậm chí còn ảnh hưởng đến thân thể của bản tôn, khiến cho bản tôn sinh mệnh bị rút đi, trực tiếp hóa thành xác chết. Sức mạnh của ngọn lửa chết này dường như có sức mạnh diệt quỷ. Quá nhiều lời hứa không thể nói. Vẫn gặp nhau. Nghe đồn trong đại thiên thế giới người có thuộc tính linh lực nhiều nhất chính là vô ngân. Bây giờ xem ra lời này của thật là không sai. Cái này chết tiệt, ngô tổ của Nhiên rất giỏi. Cái này ngô tổ trấn thủ ở đại thiên thế giới cùng ta cùng ngự ngoại tà tộc ngã ba. Mấy năm nay không ít thiên ma đế đều ở trong tay hắn chịu thiệt hại. Trước đây còn có chút không tin. Bây giờ một trận mới biết được lợi hại của nó. Với năng lực của ngũ tổ này trong đại thiên thế giới hẳn là chỉ có số ít. Bất quá nghe đồn cái kia đại thiên thế giới bên trong vô tận hỏa u viêm đế cũng không hề yếu hơn vô ngân hai người này theo tình báo đánh giá. Không thể nói là đều có tiềm lực tương đương với vị đại đế bất hủ kia của đại thiên thế giới thượng cổ. Bất quá dứt khoát ta ngựa ngoại tộc tổng thể thực lực cao hơn đại thiên thế giới. Và tôi đã âm mưu chống lại người nước ngoài trong hàng ngàn năm. Chỉ cần thừa kế, cho dù tương lai của hai người này không yếu hơn vùng đất bất tử vẫn không thể ngăn cản bước chân của ta. Để các bạn tự hào một lúc, khi có được, kế hoạch lớn chống ngoại tộc của tôi đã thành công, tôi sẽ tìm bạn để trả thù cho việc chặt tay hôm nay. Thật không hổ thẹn là vô tàng trong truyền thuyết, bây giờ còn lá bài nào nữa không? Cần giúp gì không? Loại người này không cần phiền phức vô ngăn cản tiền bối nữa. Thế hệ trẻ có thể tự giải quyết. 36. Hóa tam thanh không hổ là một trong 36 đại thần thông tuyệt thế. Xem ra thật sự bị người tu luyện thành công rồi. Chỉ là lấy dư âm của người tiền nhiệm may mắn mà thành thôi. Sao phải khiên tốn thế? Thiên Chi Tôn ở độ tuổi này nhìn ra toàn bộ đại thiên thế giới đều đủ để khiến người ta chấn động. Lâm Tĩnh Nan Y Tử nếu là ở trên tu luyện có thể có người một nửa kiên cường. Tôi có thể thỏa mãn. Không ngờ trong vị diện này lại có sự tồn tại của linh hồn vị diện. Bạn thực sự là một cơ hội tốt. Nam tổ tiên bối cũng là vị diện chi chủ phải không? Tôi không biết nó có ích lợi gì và tôi cần phải làm gì. Vị diện này chi chủ lợi ích cũng không nhỏ. Sau này ngươi cùng người đối chiến chỉ cần tâm mật động là có thể giao tiếp vị diện, từ đó rút ra một nguồn sức mạnh tinh thần. Như vậy giao thủ với người khác tự nhiên có thể chiếm một số ưu thế. Nhưng bạn cũng phải biết quá nhiều. Đây dù sao cũng chỉ là một mặt vị diện, nếu lấy quá nhiều sẽ gây ra vị diện sụp đổ, vô số sinh linh trong đó cũng sẽ bị hủy diệt. Ta đã từng hứa với vị thần mặt kia bảo vệ mặt này, không để sinh linh thế gian này lại chịu khổ do tà tộc ngoại dục. Nhưng huyết tà tộc có thể tiến vào đây, nghĩa là có một nút không gian khác trong khu vực của tộc ác dục ngoại. Nếu không giải quyết vấn đề này, tương lai có lẽ còn có những tà tộc khác xuất hiện. Đơn giản thôi, bây giờ ngươi đã là chủ nhân của vị diện này. Thiên nhiên có sức mạnh dịch chuyển mặt phẳng, nghĩa là bạn di chuyển máy bay đến một khu vực an toàn, nút không gian tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Trong trường hợp đó, vậy sau này ta sẽ kết nối vệ diện này với đại thiên thế giới. Có lẽ nó sẽ nâng cao một số cấp độ sức mạnh của thế giới này. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi có thể phá vỡ vệ diện chế vậy thì Mạc Phủ tôi sẽ hoan nghênh các bạn tham gia bất cứ lúc nào. Hôm nay thật sự là cảm ơn năm tổ tiền bối ra tay giúp đỡ. Chẳng chiêu tà ma vốn là việc mà người trong đại thiên thế giới của ta nên làm. Chỉ là đáng tiếc không thể đem hắc thi thiên ma để kia chém giết ở đây. Tổ tiên ta sau này nếu có nơi cần tháo dỡ, nhưng cứ nói đi. Ta và viêm đế sẽ giúp ngươi. Chỉ vì bạn có tiềm năng này, cũng là hy vọng tương lai khi ngựa ngoại tà tộc kia lại lần nữa tấn công đại thiên thế giới của ta. Ta chờ bên cạnh có thể có người đồng đạo. Mộc thần, mặc dù bạn đã vào thiên trí nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Đừng bao giờ trùng xuống. Nếu không khi đại kiếp đến, sợ sư không thể ứng kiếp mà sinh. Thế hệ trẻ chắc chắn sẽ nhớ. Cái này ngựa ngoại tà tộc thật đúng là đem chúng ta vô tận hỏa dục coi như cái gai bên mắt. Bây giờ chính là đại thiên ước mở ra, lúc đó ngựa ngoại tà tộc quy mô lớn xâm phạm, rõ ràng là định đặt tiêu viêm ở đây. Nếu họ có kế hoạch này, vậy cũng nói rõ ngựa ngoại tà tộc nhất định sẽ ra tay với Bắc Hoang Chi Khâu. Gửi lệnh đi, cảnh báo cấp 1 của miền lửa bắt tất cả thiên trí tôn luôn sẵn sàng.
bại đến ba vị tộc trưởng của 32 đại tộc. Tai nạn này tà tộc cũng không biết là đang nhìn chúng ta hay là nhìn gió ta. Thiên chỉ tôn của tộc bên bờ vực ta đều mang đến đây. Tất cả thiên chỉ tôn dưới trướng võ tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ. Không ngờ chúng ta lại có thể cùng nhau chiến đấu với những con quỷ này. Yên tâm đi, lần này nếu lại xảy ra tai nạn nữa, đổi lại ta dùng tính mạng để bảo vệ ngươi. Máng ngủ. Các bạn đều là gì? Đừng chơi trò này nữa, tôi không thể chịu nổi nữa. Thật không vui, hồi đó tao không bảo mày đến cứu tao. Nhưng yên tâm đi, lần này sẽ không còn ai có thể làm tổn thương các người dưới mắt ta nữa. Đây là mùa thu Bắc Hoang sao? Một nơi kinh khủng. Đây là nơi thiên tà thần bị phong ấn. Một sự tồn tại, ngay cả khi nó bị niêm phong, vẫn có hơi thở còn sót lại phát ra. Nhưng đơn giản là có đại trận áp chế thuộc hạ của đại địa bất tử. Nếu không, mùa thu Bắc Hoang này cho dù là thánh phẩm cũng không dám dễ dàng đặt chân. Xem ra ta cũng có chút danh tiếng trong đại thiên thế giới. Rõ ràng là họ đang kinh ngạc. Có bao nhiêu liên quan đến bạn? Mê mơn, nhưng Trần Nhi bây giờ của thật đã có danh tiếng rồi. Chuyện ở lục địa Maha đang náo nhiệt. Hiện tại đại thiên thế giới thiên trì tôn ai mà không biết ngươi cái này vạn cổ bất hủ thân truyền nhân ngay cả ma anh thiên cũng không được. Ha ha, đi thôi. Chúng ta cũng xuống đi. Cẩn thận, đây là thị trấn phong ấn của vùng đất bất tử. Ngôi trấn phong ấn này không chỉ phong ấn thiên tà thần, hơn nữa còn tạo thành một tầng ở núi Bắc Hoang, bảo vệ bất kỳ tà tộc nào đến gần đều sẽ bị phong tỏa đại trấn xóa sổ. Sức mạnh khủng khiếp. Với sự bảo vệ này, bọn ngựa ngoại tà tộc sao dám tới đây? Ngựa ngoại tà tộc kỳ lạ vô cùng. Sức mạnh của thị trấn phong ấn này tuy đáng sợ, nhưng chúng cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Không muốn đi. Được rồi, chúng ta vào đi. Đại trận như vậy nếu là thúc giục, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng sẽ bị diệt vong. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của tà tộc. Đại trận phong ấn cấp bậc này cũng phải mất 49.000 năm mới có thể xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh của nó. Cho nên nói cái tai họa khinh miệt này tuyệt đối không thể thả nó ra. Đó chính là Đại Thiên Cung. Cung điện Đại Thiên này là một thánh phẩm, thánh vật vô song, là kho báu của cung điện Đại Thiên, có thể du hành trong hư không, nói về uy năng đủ để xếp vào top 10 trong đại thiên thế giới, cũng không thua kém chân tháp của người phù đồ của chúng ta. Kính mắt đại trưởng lão, Mục Vương Lạc chưa bao giờ xa thánh nữ, mong là không. Ba vị mời vào bất ngờ đi. Thằng nhóc đó cũng là thánh phẩm sao? Các vị không giống nhau. Mộc Cần không chỉ là chủ nhân của Sogun, hơn nữa còn là chư ma vương khiêm tốn của ta. Về thực lực hắn đủ để so sánh với thánh phẩm trung kỳ. Húng chi quan trọng nhất là hắn còn là vị chủ nhân thứ hai của vạn cổ bất hủ thể. Cho nên hắn có đủ tư cách để ngồi vào ghế vàng. Không ngờ trăm năm không xuất hiện. Đại thiên thế giới này chính là xuất gia nhân vật như vậy. Thật là đáng sợ. Tây Thiên Chiến Hoàng nhiều năm không gặp. Không ngờ bạn cũng đột phá được thánh phẩm. Thật sự không sao đâu. Mẹ kiếp. Hồi đó chúng ta có oán hận, nhưng sau đó cũng coi như là giải thoát. Tộc ở Tây Thiên Đại Lục mấy năm nay cũng không thấy ngươi âm thầm gây ra có chút phòng độ, tôi tự nhiên cũng sẽ không làm phiền bạn nữa. Người bạn nhỏ của Mộc Thần nói đùa rồi. Năm đó có thể tự mình buông bỏ tự nhiên là tốt nhất. Trời nắng thấy lão già bất tử, nhà tù Thanh Sơn đến muộn một bước, mong các vị đừng trách. Thông báo. Tám bàn tay. Chị rẻ. Viên đế Ngô Tổ bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người đừng trách tai nạn này. Ta tộc vì kiềm chế ta hai người thật ra đã tốn sức suy nghĩ, cho nên mai đến bây giờ mới đến không dám. Nhưng tôi có vấn đề lớn, làm cho tình hình trở nên khó khăn như vậy. Chuyện hạt giống tâm mà kia cũng không trách được anh Tần. Năm đó mặc dù tôi mơ hồ có cảm giác, nhưng cũng không thể phát hiện rõ ràng, cho nên không dám chắc chắn. Chỉ có thể để lại một tia lửa trên người bạn trong trường hợp bất ngờ. Điều quan trọng nhất bây giờ là đối phó với thảm họa này. Viên đế Ngô Tổ, ta phải 6 đại tộc đi ngăn cản các người, không ngờ vẫn không ngăn cản hai người các người. Bạn đang nói về họ phải không? Chỉ cần 6 vị thiên ma địa dẫn đầu là muốn tấn công vô tận hòa vực và vô. Các ngươi không khỏi cũng quá không muốn để hai ta vào mắt một chút.
con không thả người ra, nếu không ngươi vô tận hỏa vực cùng vo tiến liền chờ gà chó không lưu lại đi. Có một lần, chắc hẳn vị này là thiên tà thần mà năm đó Bất Tử Đại Đế lấy sinh mệnh làm giá mới phong ấn được. Vậy Bất Tử Đại Đế năm đó ngược lại là ta hơi nhỏ đi hắn rồi. Chỉ là ta cũng chưa từng nghĩ tới ở trong đại thiên thế giới này cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Ta đại thiên thế giới thiên kiều vô số, năm đó có Bất Tử Đại Đế ngăn cản ngươi. Hôm nay tự nhiên cũng có người có thể ngăn cản bạn. Ta muốn nhìn thấy vị hoàng đế bất tử sau khi ông ta chết. Ngươi còn có thể có ai khác? Tôi muốn đánh 10 cái. Em sợ thế giới rộng lớn của anh. Chỉ là cảm thấy trong đại thiên thế giới của ta không ai có thể đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Ngươi chờ đúng là biết cái kia cảnh giới thánh phẩm cho ta đại thiên thế giới đỉnh cao. Nhưng siêu thoát thánh phẩm lại là một thiên địa rộng lớn. Mặc dù chúng ta đều đã đến giai đoạn sau của thánh nhưng điều này dường như đã đạt đến giới hạn. Bất kể tu luyện thế nào cũng khó thăng tiến hơn. Sản phẩm siêu thoát trong truyền thuyết vẫn không thể chạm vào được. Mà cái kia siêu thoát thánh phẩm cảnh giới cũng không phải là thần bí khó lường. Nói cũng đơn giản, chỉ cần một cơ hội, và cơ hội đó là ý chí của thế giới. Ý chí thế giới. Có người ý chí thế giới dường như biết điều gì đó. Cách tu luyện, tất cả các con đường thiên đều giống tôn nhau. Có thể dẫn dắt thiên địa linh lực ra chỉ chính mình. Thế giới trong đại thiên thế giới này sinh ra ý chí, chỉ cảm nhận được ý chí này mới có thể đem chính mình chân linh khắc ở trong thế giới, từ đó dẫn dắt thế giới giả lực. Cảnh giới này chính là cái gọi là siêu thoát thánh phẩm. Sức mạnh giả tạo làm dung chuyển ngay cả khi bước vào thánh phẩm. Mặc dù có thể khống chế một phương thiên địa linh lực cùng thiên địa dung hợp, nhưng một phương thiên địa này đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói lại quá mức nhỏ bé. Không thể tưởng tượng được việc gia trì sức mạnh thế giới của đại thiên thế giới trên thân thể. Đó sẽ là một sức mạnh khủng khiếp. Năm đó Bất Hủ Đại Đế chính là mượn sức mạnh của đại thiên thế giới phong ấn ngươi. Không ngờ hai người lại biết được bí mật này. Nhưng chỉ cần biết cũng không có tác dụng gì. Đại ngàn thế giới từ khi sinh ra đến bây giờ có thể dẫn dắt thế giới ức chế người chỉ có Bất Tử Đại Địa một người thôi. Cho nên hôm nay bất kể hai người nói gì đều là cường điệu. Thế giới đã diệt vong. Nếu anh không tin, vậy thì để bạn cho người khác xem. Cho dù không cầu ý, nhưng ta đại hành thế giới vẫn không thể dừng lại. Cái gì vậy? Đây là ý chí thế giới của đại thiên thế giới. Đây là ý chí thế giới của đại thiên thế giới. Vậy cơ hội siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết chính là vật này sao? Người đầu tiên trên thế giới cảm nhận được ý chí của thế giới chính là đại đế bất tử. Mà hắn cũng đem thế giới này ý chí đặt tên là thương khung bảng. Lấy thế giới làm báu vật. Chỉ cần có thể khắc tên thật lên ý chí của thế giới này, vậy thì có thể nhận được sự công nhận của thế giới. Có thể nắm giữ sức mạnh của thế giới. Ừ, nghĩa là sao? Là họ của đại đế bất tử. Đúng vậy, đây là họ của vị hoàng đế. Thời đại thượng cổ hắn cảm ứng được đại thiên thế giới ý chí, dẫn đầu bảng bầu trời đến, sau đó để lại họ của mình trên bảng bầu trời này. Bất quá đáng tiếc là Bất Hủ Đại Đế cũng chưa từng có thể lưu lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bảng, chỉ để lại một cái tên, nếu không thì cũng không cần lấy sinh mạng làm giá mới có thể phong ấn thiên tà thần này. Ngay cả Bất Hủ Đại Đế năm đó cũng chỉ để lại một cái họ trên thương khung bảng này. Không ngờ hai người các ngươi thật sự có thể cảm ứng được ý chí thế giới của đại thiên thế giới. Nhưng chỉ này là cảm ứng cũng không có tác dụng gì. Nếu trên đó không để lại được tên thật cũng chỉ là công vô dụng mà thôi. Nếu như Bất Tử Đại Đế có thể làm được, ta chờ thế hệ sau tự nhiên cũng sẽ không cam lòng với người sau. Hôm nay ta linh động còn không cần phải ở lại trên bầu trời bảng này. Nếu tiếp tục, Viêm Đế và Ngô Tổ sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử thế giới khắc đầy đủ tên thật lên thương khung bảng. Đó là một kỳ công sẽ vượt qua Hoàng Đế Bất Tử. Nhưng ngay cả như vậy cũng không dễ dàng. Ít nhất là về thành tích. Lúc này Viêm Đế Ngô Tổ đã không thua kém Bất Hủ Đại Đế. Đây là nguyện vọng của đời con. Nhưng muốn có tên trong danh sách. Mặc dù Viêm Đế và Ngô Tổ chỉ để lại họ, nhưng cũng là thành công một nửa. Nói đến thực lực đã không kém gì Đại Đế Bất Hủ năm đó. Trời không bao giờ hết, thế giới rộng lớn đại của tôi. Thời đại cổ thời khắc nguy cấp Bất Tử Đại Địa bước ra. Mà bây giờ lại xuất hiện nhân vật Viêm Đế Vu Vũ Tổ. Có Viêm Đế Vu Vũ Tổ, đại thiên thế giới của ta cuối cùng cũng có cường giả chống lại thiên tà thần rồi. Chết tiệt. Đến người bất ngờ, mục tiêu tà chân muốn xâm chiếm đại thiên thế giới của ta hôm nay không thể hoàn thành được nữa. Hai người chỉ mới hoàn thành một nửa mà thôi. Có sức mạnh gì mà nói chuyện với tôi như vậy không? Trong trường hợp đó, vậy thì xin trời tà thần ban lời.
Thần muốn xem hai người trong danh sách này có bao nhiêu độ ẩm. Mùa xuân kết thúc. Được rồi, thật sự là trạng thái thần cơ bản yếu sao? Các tiểu tộc khác nghe lệnh, mỗi một tộc đều cung phụng một vị ma đế làm huyết thạch. Yên tâm đi, sau khi xâm chiếm đại thiên thế giới này, bản thân nỗ lực của bạn sẽ không lâu đâu. Mắt đa của vó mở ra. Vào thời đại thượng cổ kia, khi đại đế bất tử và đại chiến của họ, ngày này tà thần đều chỉ mở 4 mắt. Có thể đánh bản thân mở ra 5 mắt, người chờ chết không tiếc nuối. Mù mắt tà thần, con quỷ này thật sự là không thể dò được. Nhưng dù anh ấy có mạnh mẽ đến đâu, hôm nay phải làm cho anh ta hoàn toàn trích dẫn chính xác theo ý tôi. Một nhóm Hàn Quốc xấu hổ. Quyền trượng của JD. Mức độ này thật sự quá mạnh. Ngay cả khi ánh sáng trong mắt tôi vẫn chỉ có thể phát hiện được ba bóng người mờ nhạt, không thể nhìn rõ tốc độ của chúng. Vậy viên đế không ngăn cản thật sự không đơn giản. Tôi có cần phải ra tay không? Lúc này cho dù ta chờ giải quyết những người này, chỉ cần viêm đế không còn ngăn cản thì không thể dao động thế giới rộng lớn. Viêm hạ chỉ có thể hy vọng vô thần có thể giết chết viêm đế này. Hai người cũng không yếu hơn đại địa bất tử kia. Vận may thế giới không hề nông cạn. Liều này quá mạnh không thể ở lại. Đây có phải là liều mạng không? Nhưng các người thật sự coi như bổn thần sợ các người không được. Phật định trong mắt. Đi. Tôi nhìn thấy bản đồ thần thánh. Viên đế cùng mẫu tổ liên thủ tấn công đều không thể phá vỡ cuộn màng kia bồi ngựa. Không đúng lắm. Chúa phù hộ cho tôi. Vào thời điểm nguy hiểm này còn có màn hình lọc không bị cản trở của viên đế. Thật sự là chúa phù hộ. Thiên tà thần này nay mạnh hơn thời thượng cổ. Nếu như viên đế thiếu một người, tôi e rằng không thể cạnh tranh được. Về sức mạnh cá nhân, bất kỳ ai trong số các bạn đều tốt hơn hoàng đế bất tử của thời cổ đại. Ta thật sự không ngờ thế giới rộng lớn này lại có thể xuất hiện nhiều người tuyệt vời tuyệt đẹp như vậy. Ngài cũng rất mạnh, bất quá vì đại thiên thế giới vô số sinh linh, hai chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào nhiều người thắng không vũ. Có vẻ như anh nghĩ anh sẽ thắng. Ít nhất người vô tình tà chưa muốn xâm chiếm đại thiên thế giới của ta tham vọng là tạm thời không thể thực hiện được. Mặc dù hai ta lúc này cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong, chỉ cần đợi thêm 100 năm nữa, hai ta liền có thể đem toàn bộ tên thật in trên thương khung bảng. Đến lúc đó chỉ cần một người có thể xóa sổ ngươi. Nếu thực sự đến bước đó, tôi thực sự không thể ngăn cản. Chỉ là các bạn nghĩ tôi sẽ cho các bạn thời gian này sao? Vậy bạn có thể làm gì? Các người không ngại sao? Thời thượng cổ, thực lực của ta rõ ràng phải thắng đại địa bất hủ. Tại sao lại cho hắn cơ hội phong ấn tôi một cách khó hiểu? Thật ra rất đơn giản, bởi vì bị phong ấn là tôi tự nguyện. Thật vô nghĩa. Trận phong ấn này chỉ thiếu một điểm cuối cùng là có thể xóa sổ hoàn toàn ngươi. Có lý do gì khiến bạn phải trả một cái giá lớn như vậy không? Bạn có biết thế giới đàn áp là gì không? Cái gọi là thế giới áp chế chính là khi một cái xa lạ cường đại tồn tại tiến vào một cái thế giới này sẽ tạo ra một loại áp chế và loại trừ đối với nó. Giống như chúng ta ngoài ý muốn, cường giả tà tộc đến đại thiên thế giới, thực lực khó có thể phát huy hoàn toàn. Người thực lực càng mạnh thì sự áp chế này càng mạnh.
Và ta đã để cho phong ấn của đại đế bất tử đè bẹp ta trong 49 năm. Trong thời gian này, sức mạnh phong ấn của đại đế bất tử đã xâm nhập vào hơi thở của tôi. Miễn là tôi có thể vượt qua gió, vậy thì tôi sẽ trốn tránh. Sự đàn áp thế giới mà thế giới này tạo ra cho tôi cũng sẽ được loại bỏ. Đến lúc đó tôi mới có thể thực sự chiếm lĩnh thế giới này, mà sẽ không dẫn đến sự bài xích và kháng cự của ý chí thế giới. Biến đại thiên thế giới này thành thanh chi của ta tộc ngoài ý muốn. Các ngươi cho rằng nắm mắt chính là lực lượng cực hạn của ta sao? Mọi người đều gọi tôi là ác thần chín mắt. Sao không tin? Chẳng lẽ đại thiên thế giới thật sự đến tận cùng sao? Nếu hai người thông minh, có thể nương tựa vào ta bất ngờ tái chân, tôi sẽ gửi những người bên cạnh hai người đến bình an, thậm chí có thể khiến các người thống trị thế giới. Ngươi có gan giữ hai ta lại? Ngày đó hai ta chỉ cần để lại tên thật trên bầu trời bảng. Bạn là người đầu tiên không may mắn. Đúng vậy, mối đe dọa của hai người cho quá lớn, nên vẫn phải diệt trừ mới tốt nhất. Tôi thấy bạn bây giờ bạn sợ là không mở được chín mắt. Thật là cảm giác nhạy bén. Đúng là bây giờ tôi vẫn chưa thể mở được chín mắt. Dù sao ta vừa mới thoát khỏi phong ấn, trở về trạng thái chín mắt cần sức mạnh cực lớn. Theo ước tính của tôi, sợ là phải mất khoảng 5 năm mới có thể khôi phục lại chín mắt. Vì vậy, bạn nên vui mừng vì bạn còn 5 năm để sống. Và 5 năm sau, khi tôi xuống một lần nữa, vô số sinh linh trong đại thiên thế giới này đều sẽ trôi nổi dưới chân ta. Hãy để tôi vô tình mang theo nô lệ. Trong trường hợp đó, vậy hôm nay bất kể phải trả giá gì cũng không thể để bạn rời đi. Để tôi lại. Các người không làm được đâu. Vậy thì hai chúng ta phải thử xem. Tạm nhóm lưu ly. Đế ngôn phục luyện. Mắt phong kiến. Chỉ là mở ra chương trình thứ 6, sức mạnh của hắn thật đáng sợ. Nếu là chín mắt toàn mở thì thật là kinh người. Được tặng hôm nay, 5 năm nữa tôi sẽ lấy lại tất cả. Đến lúc đó thế giới của ngươi nhất định sẽ chảy thành sông máu. Tuyên bố tuyệt chủng. Rút lui. Salala. Hoàng đế không cản trở, chúng ta làm gì? Triệu tập thiên chí tôn Cát Tư Quảng Ngãi, hãy thảo luận cách đối phó với ngày thế giới mị sau 5 năm nữa. Các vị bây giờ coi như là thật sự đến lúc sinh tử của thế giới đại thiên của ta rồi. Viên đế ngô tổ hôm đó tà thần, hai người thật sự không thể chống lại sao? Nếu trời tà thần chỉ là trạng thái năm mắt, hai ta tự nhiên không sợ hắn. Nhưng nếu đúng như nó nói, hắn có thể khôi phục lại trạng thái chín mắt. Vậy cho dù là hai ta liên thủ, cũng không bằng hắn. Trừ phi hai người chúng ta có thể có một người để lại tên thật đầy đủ trên bầu trời bảng kia. Như vậy mới có thể thực sự huy động sức mạnh của thế giới. Sốc giết trời tà thần. Nếu như ta đại thiên thế giới tập trung tất cả tài nguyên, không biết có thể làm cho hai vị lưu lại đầy đủ tên thật trên tòa lâu đài đó không? Cái gọi là tên thật không xem số lượng, không xem nét vẽ, tất cả tên thật đều là hai phần, một là họ, hai vì danh mà muốn in đầy đủ tên thật. Nó cần sức mạnh to lớn, loại sức mạnh đó chỉ có thời gian dài tích lũy. Hai ta tuy có tự tin, nhưng phải in đầy đủ tên thật, điều đó sẽ mất ít nhất vài thập kỷ, thậm chí lâu hơn. Vậy không có cách nào sao? Nếu như thời gian 5 năm này chúng ta không thể làm cho hai vị tiền bối của viên đế vô ngăn để lại tên thật đầy đủ trên thương vậy có thể tập trung cơ duyên không? Tái tạo một người nổi tiếng trong danh sách. Lúc đó tập hợp sức mạnh của ba người trên bảng có thể chống lại thiên tà thần không? Phương pháp này có chút khả thi. Nếu có thêm một người nữa trong danh sách, cho dù chỉ là để lại họ, ta chờ ba người liên thủ tuy không dám nói tuyệt đối có thể chống lại thiên tà thần, nhưng nó cũng có thể đe dọa anh ta, từ đó cho ta đại thiên thế giới nghênh đón một tia hy vọng. Nhưng điểm quan trọng nhất của phương pháp này là rốt cuộc ai sẽ chạy nước rút cho người thứ ba này. Hôm nay sau thánh phẩm như Thanh Sơn Kiếm Thánh bắt tử chủ chân Long Đế, mong đợi ở đây ngoại trừ hai người viên đế vô kháng là họ mạnh nhất. Nếu có thể, điều đó có nghĩa là họ có nhiều cơ hội hơn. Mặc dù chúng tôi là sản phẩm thánh sau này, xem ra cùng kia bầu trời bảng dường như chỉ có một đường cách nhau, nhưng chỉ có bản thân mới biết. Hiện tại chúng ta ngay cả dẫn động thương không bảng xuất hiện thực lực đều không có. Cho nên chúng ta thật sự là không có lòng tin trong thời gian ngắn ngủi 5 năm đạt đến trình độ như viên đế không có trở ngại. Mộc thần có gì thì nói đi. Đây là thời khắc nguy hiểm của thế giới. Trong khả năng không thực tế, chỉ cần có thành công, chúng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi muốn thử xem liệu tôi có thể trở thành người trong danh sách nó không. Hừ, thực lực sản phẩm tươi sống này của bạn lấy đâu ra tư cách để nói những lời lớn lao dám nói thế? Bởi vì tôi đã mở cửa hàng bên ngoài. Ta độ ta mặc dù không phải thánh phẩm, nhưng ta lại là có lòng tin đem nhất khi hóa tam thanh tu luyện đến tam thần cảnh giới tầng thứ 3.
36 thanh mặc dù là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng vậy đối với tầng thứ thương không bảng sợ là không có tác dụng gì. Thiết bị riêng biệt sang kim thực sự không có tác dụng gì đối với cái gọi này. Là tam thần kính là phân thân, giống như độc lập, như thật. Chắc chắn lúc đó nếu là hai đạo phân thân này có thể tu thành hai pháp thân nguyên thủy, ba người hợp sức, lại mượn sức mạnh của ba pháp thân nguyên thủy. Ta nghĩ cho dù là thánh phẩm sau này ta cũng không sợ. Đến lúc đó nếu có thể tập hợp tài nguyên cho ta, giúp tôi đột phá đến thánh phẩm trong 5 năm nữa. Ta tin tưởng ta có thể thử lưu lại nửa đạo tên thật trên bầu trời bảng kia. Phân thân của ngươi còn có thể tu luyện pháp thân chí tôn. Hơn nữa tu luyện còn là pháp thân nguyên thủy khác. Ba dây thần kinh thực sự có thể làm được bước này. Mộc thần, những gì bạn nói là sự thật. Dưới thời nhà Thanh không có chơi trứng. Lúc này nếu nói nhảm, nó chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Các bạn nghĩ chúng ta có lựa chọn nào khác không? Trong trường hợp đó, vậy thì ngựa chết làm bác sĩ ngựa sống đi. Thật sự là điên rồi. Trong trường hợp đó, vậy thì sự sống còn của thế giới rộng lớn của tôi sẽ đặt lên người bạn. Tôi sẽ cố hết sức, và điều kiện của tôi cũng hy vọng có thể thỏa mãn. Tôi cần hai pháp thân nguyên thủy khác. Ngoài ra, hãy tập trung tất cả các nguồn lực để giúp tôi tấn công thánh phẩm trong giọng nói của một thần truyền ra trong đại điện. Chư thiên chí tôn đều là sắc mặt phức tạp. Loại điều kiện này cho dù là ở thời khắc này đều có vẻ như vậy, khiến người ta giật mình. Ta phù đồ cổ tộc nguyện ý đem vô tận quang minh thể của vô tộc lấy ra. Đây không phải thần là con trai ngươi hay là tộc trưởng hiện tại của phù đồ cổ tộc. Tất nhiên bạn ủng hộ. Trưởng lão Thái Mê, ta là thánh nữ của tộc Thái Lăng Cổ, chắc cũng có một phần quyền quyết định. Thánh nữ là đồng tộc trưởng, tự nhiên có một phần lớn quyền quyết định. Thánh thể Thái Lăng là bảo hành của người Thái Lăng cổ đại của tôi. Người lớn tuổi có do dự cũng là nên. Chỉ là lạc lý ngược lại là muốn hỏi trưởng lão và đời Thái Lăng cổ tộc đều không còn nữa. Để lại thánh thể Thái Lăng còn có ích gì? Những chuyện thánh nữ nói đều là lúc như vậy. Nếu là còn tự mình ẩn giấu thì chờ diệt tộc đi. Trong trường hợp đó, vậy ta Thái Lăng cổ tộc liền đem Thái Lăng thánh thể giao cho một thần tiểu hữu. Cảm ơn trưởng lão Thái Minh. Nếu vẫn cần, hai tộc ta cũng đừng xây dựng pháp thân nguyên pháp thân. Ba pháp thân nguyên thủy này vội vàng một thân, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì. Đừng làm người ta thất vọng. Tôi sẽ cố hết sức, bởi vì tôi biết hậu quả của thất bại. Bây giờ vấn đề của hai pháp thân nguyên thủy đã được giải quyết. Sau đó, chúng ta phải suy nghĩ về nó. Làm thế nào mới có thể khiến bạn đột phá đến thánh phẩm trong vòng 5 năm? 5 năm, với tài năng của Mục Vương, nếu có thêm cửa hàng bên ngoài cũng không phải là không thể. Làm thế nào để treo bên ngoài như vậy cả thời cổ đại không? Tham đại đế và thiên tà thần quyết chiến, cuối cùng lấy sinh mạng làm giá niêm phong thiên tà thần. Nhưng trái đất được tu thành thân bất tử muôn đời thì thân thể bất tử. Vì vậy, ngay cả khi sức sống của trái đất thân thể vẫn giữ được. Đồng thời, linh lực mà trái đất tu luyện cả đời cũng tồn tại trong thân thể bất tử. Linh lực đó vô cùng rộng lớn, chúng ta sẽ gọi nó là đất. Nhưng linh lực trong cơ thể trái đất ẩn chứa ý nghĩa bất tử. Người khác căn bản không thể hấp thụ nửa điểm, hành động cưỡng bức sẽ bị nhìn ngược lại. Cho nên nói chỉ có người tu thành bất tử vạn cổ mới có thể tiếp nhận một vùng đất này. Nói ra, một mảnh đất này vốn là để lại cho Mục Vương. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Đây đúng là thời thế tạo anh hùng. Điều kiện của bạn đã được thỏa mãn, sau đó, nó phụ thuộc vào bạn. Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ không làm gì cả. Từ bây giờ, công bố kế hoạch diệt thế của thiên tà thần và tập hợp tất cả sức mạnh của thế giới, bắt đầu tuyên chiến với ngoại tộc. Nếu thiên tà thần muốn có 5 năm phục hồi, vậy thì chúng ta sẽ để anh ta không được bình yên trong chốc lát. Ta và viên đế sẽ luôn khóa chặt vị trí của hắn. Quốc hắn giao chiến với hai ta, trì hoãn thời gian hồi phục của anh ấy. Cuộc chiến tiếp theo này cậu không cần phải tham gia nữa. Thời gian 5 năm này ngươi đều phải ở lại Bắc Hoang Chi Gò tiếp nhận đại địa một cái. Sửa hai pháp thân nguyên thủy khác thành bước vào thánh phẩm. Cuối cùng trở thành người trong danh sách đó. Các vị tạm thời trở về tộc của mình. 2 tháng nữa, tập hợp tất cả các lực lượng ở biên giới thế giới. Phản công ma vực. Tấn công. Quả nhiên là thân thể bất tử. Mặc dù trải qua hàng chục ngàn năm vẫn không bị tổn thương. Mục Vương chuẩn bị bắt đầu đi. Tiên bối bị xúc phạm. Mục Vương nhất định phải thành công. 5 năm nữa, sự sống và cái chết của thế giới sẽ rơi vào tay bạn. Viên đế Ngô Tổ lấy được tin tức từ miệng còn sót lại của một số tà tộc ngự ngoại. Ngự ngoại tà tộc hầu như đều lui vào trong rất nhiều mặt hạ uy. Quả nhiên là trốn rồi. Kể từ khi họ trốn, vậy chúng tôi sẽ nhặt chúng ra từng tấc một. Cũng không biết Mộc Thần hôm nay đã thế nào rồi. Hy vọng anh ấy sẽ thành công. Nếu không, trong 5 năm nữa, chúng ta có thể sẽ đi đến đó. Là hậu sinh đáng sợ. Không có gì ngạc nhiên khi tuổi tác như vậy đã đạt đến bước này và đã nhận được sự công nhận của sự bất tử vĩnh cửu.
Thiết bị làm sạch. Vẫn gần như không thể hợp nhất. Hắn đang làm gì vậy? Phân thân quá mạnh, hắn không sợ thoát khỏi khống chế sao? Hai tầng cảnh giới đầu tiên của nhất khí hóa tam thanh mặc dù đã tạo ra phân có sự phân biệt giữa chính và phụ. Quy tắc này một khi nghiêm ngặt, phân thân tự nhiên thông minh. Mà đây không phải là cảnh giới cuối cùng của một khí hóa ba thanh. Mà muốn đạt tới cái kia cái gọi là tam thần cảnh chính là muốn tiêu trừ trong đó có tôi. Trong chúng ta, bởi vì phân thân như vậy, bản thân là chính thân. Mình. Từ nay tôi sẽ là một, muốn diệt ta trừ phi cùng chém ba thân. Đây là gương ba vị thần. Chúc mừng Mục Vương thành công sửa thành tam thần kính. Đây chính là cái kia trong đồn đại đại thiên thế giới phòng ngự lực đệ nhất vô tận quang thể cùng đại thiên thế giới linh lực hùng mạnh đệ nhất Thái Lăng Thánh Thể sao? Mục Vương vô tận quang minh thể và Thái Lăng Thánh Thể đều đã giao cho ngươi rồi, kế tiếp sẽ phải xem ngươi. Con trai cố gắng hết sức. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Hai người thật là khó sinh, nhưng các bạn vẫn đến muộn. Dựa vào hai người, người này giáng xuống hai đạo linh lực cũng muốn đối phó ba mộc trạng thái ta thật là kỳ quái. Hai người mấy năm nay cũng có tiến bộ, nhưng đây không phải là thời điểm tốt nhất để chúng ta gặp nhau. Chờ cho đến khi con mắt thứ 9 của thần được khôi phục sẽ ở bên bạn. Chúng ta tranh đấu nhé. Mấy năm nay các người giết ta vô tình độc, đến lúc đó ta sẽ giết lại gấp 10 lần trăm lần. Hoàng đế Ngô Tổ có thể kiểm tra thấy dấu vết của thiên tà thần. Đã phát hiện trước đó. Nhưng mà lúc này thiên tà thần sợ rằng đã lần nữa chuyển rời rồi. Ma này quá cẩn thận. Có vẻ như trước khi trở lại đỉnh cao, hắn không muốn đối đầu với chúng ta. Nghe lời của tá thân hôm trước, bây giờ anh ấy đã trở lại tá mắt rồi. Giờ thì sao? Còn tiếp tục dò tìm không? Chuẩn bị du lô đi. Ba năm này phản công đại quân đã mệt mỏi. Sự phục hồi của thiên tà thần không thể trong trường hợp đó. Chỉ có thể chờ làm việc. Các vị cũng đừng vội. Bắt đầu tiền bối truyền đến tin tức. Mộc thần đã được tu thành tam thần đạo. Bây giờ đang tu luyện vô tận quang minh thể và thái lăng cổ thể. Nếu thành công, rất có thể sẽ trở thành người thứ ba trong danh sách. Đến lúc đó tập hợp sức mạnh của ba chúng ta. Không thể đánh một trận với cửu mục thiên tà thần. Hãy ra lệnh và chuẩn bị du lôi. Bây giờ hy vọng Mộc Thần có thể thành công. Đại úy, chúng ta đã ở đây 2 tháng rồi. Yên tâm đi, công phái không bao lâu nữa vẫn sẽ vô cùng hoài niệm loại bình an này. Đại úy, chúng ta có thể đánh bại cái kia ngụ ngoại tà thần. Ta cũng nghe nói ngày đó tà thần một khi xuất hiện sẽ là trạng thái đỉnh cao. Rất đáng sợ. Theo thông tin tôi có được, nếu ngày đó tà thần khôi phục lại đỉnh cao, tại chỗ hợp tác với Ngô Tổ, em rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng đừng quá tuyệt vọng. Tôi còn biết một tin nữa. Giờ đây, một người trong thế giới rộng lớn của chúng ta đang chạy nước rút. Nếu thành công, thế giới rộng lớn của chúng ta sẽ có 3 vị siêu thoát thánh phẩm. Đến lúc đó chưa chắc không thể đánh nhau với thiên tà thần. Là ai? Hay là Thanh Sơn Kiếm Thánh, hoặc là siêu cấp thần thú, chủ nhân của Mộc Phủ, lãnh chúa thành phố gỗ. Nhà hàng Goen Coco Momosian. Các vị đã chết, hiểu bất ngờ tà tộc phản kích đã bắt đầu. Có thể nói cuộc chiến sinh tử của đại thiên thế giới của ta cũng đã mở ra rồi. Viên đế Ngô Tổ xin hãy ra lệnh đi. Ta đại thiên thế giới nguyện cùng cái kia ngựa ngoại tà tộc tử chiến. Các vị nghe lệnh, từ bây giờ, mỗi người dẫn theo cường giả của mình đến chiến tuyến. Mỗi một tòa đại lục ở tiền tuyến đều cần một vị thánh phẩm sau này ngồi trần giữ để phòng ngựa ngoại tà tộc. Trời đất! Ngựa ngoại tà tộc chiếm không ít hạ vị diện, nhưng cái kia hạ vị diện có thể kết nối đến đại thiên thế giới bên trong. Cho nên thành lập đội tuần tra bảo vệ tuần tra phía một sau. Một khi phát hiện ngựa ngoại tà tộc tiến vào, thanh toán ngay, ta và viên đế sẽ ngồi ở đây. Lần này hai ta tạm thời không thể can thiệp vào cuộc chiến này, cho nên có thể ổn định tình hình hay không thì cần các bạn. Tại sao vậy? Hôm đó tà thần đã ẩn ẩn nhốt hai ta, chúng ta cũng cần để mắt đến hắn. Viên đế không ngăn cản, xin thế giới yên là nơi tất cả chúng ta sống. Để bảo vệ thế giới này, chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu vì nó. Tôi tương đương với việc hạ gục thành công tất cả các trận chiến đẫm máu. Dục ngoại tà chiếm muốn chiếm cứ nơi sinh tồn của chúng ta. Và chúng tôi sẽ nói với họ, người duy nhất chào đón họ là đao và kiếm. Máu và lửa và lửa. Cảnh này thật là quen thuộc. Năm đó chúng ta có thể trục xuất ma tộc đó. Lần này cũng có thể đuổi cái này ngưỡng ngoại tà tộc ra khỏi đại thiên thế giới. Nhưng lần này không cần cậu phải hy sinh nhiều như vậy nữa. Nếu không, Linh Thông sẽ đi đâu để đưa bạn trở lại?
Mẹ ơi, chúng ta cũng nên làm gì đó. Ừ, chúng ta cũng phải làm gì đó, không thể trốn ở đây mãi được. Yên tâm đi, tôi đã nói chuyện này với bố các cậu rồi. Từ bây giờ, hai người sẽ thành một cặp với Loji, tham gia đội tuần tra bảo vệ phía sau. Một khi phát hiện ra tà tộc vô tình xâm nhập thì phải lập tức thanh trừng. Cái này cho hai người, hãy nhớ thông báo kịp thời khi phát hiện tình huống. Thứ này còn có thể truyền âm hàng ngàn dặm sao? Được rồi, điện thoại này có thể gọi điện thoại vệ tinh. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kể bạn ở đâu. Tốt quá, có vật này, chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua một dấu vết của ma tộc. Tôi chắc chắn sẽ giữ nó tốt. 8 giờ 15 phút, nhà sản xuất góc dưới bên trái đã bổ sung thêm 8.000 chiếc Apple 15 và Huawei Mate 60 để làm phúc lợi độc quyền. Sau đó đi đến góc dưới bên trái. Nếu nhận có phiền không? Không, chỉ cần góc dưới bên trái tài số đăng ký đều có cơ hội nhận được. Apple Huawei chọn tùy ý. Mua là thật. Ngay khi mở ra là nhìn thấy giao diện nhận hàng. Tôi cũng đi thử xem. Đưa cho đoàn hộ tống. 8 của họ đã sẵn sàng, bạn chỉ cần tải xuống từ góc dưới bên trái. Khi kiểm tra đặt sang một bên treo máy, bắt đầu trước tiên chọn cái này ngân long thần thú. Tất cả dựa vào tiếng rồng gầm vô hồi. Lấy thêm trang phục thần đường phố và 1 tỷ đồng nữa, hoàn thành nhiệm vụ dây giao hàng. Được, tôi đi đây. À, giữ ổn định phía sau không? Ta hiện tại cũng đột phá đến thiên trí tôn, có thể đi tiền tuyến. Duy trì ổn định phía sau cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Hiện nay trong đại thiên thế giới mới có 7-8 thiên chí tôn đều là chạy đến chiến tuyến, mà chúng ta phải bảo đảm an toàn cho người thân và bạn bè của tông môn phía sau bọn họ. Này, xây rồi. Mẹ Mộc Thần chạy đi đâu rồi? Mấy năm nay không có tin tức gì, không giống anh ta. Yên tâm đi, khi anh ta xuất hiện trở lại, cả thế giới sẽ vui mừng. Chúng tôi đều hy vọng anh ấy có thể thành công. Ghê, giết tôi đi. Đem đại thiên thế giới này giết máu chảy thành sông. Chặn tín hiệu của họ. Vệ binh tuần tra nghe lệnh thành lập đội quét dọn phía sau. Đội thứ nhất lấy Tây Thiên Chiến Hoàng làm đội trưởng dẫn đội đến khu vực phía tây nam. Dẫn lệnh. Đội 30 lấy Loji làm đội trưởng, Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh làm phó đội trưởng. Trước mặt người triệu tập, chúng ta về phía tây bắc là. Dị tộc ngự ngoại ở đây, dưới sự chỉ huy của ba vị hoàng ma, ba vị ma đến này chúng ta sẽ giải quyết. Những người còn lại tách ra giải cứu các thành phố khác. Lan ra một mớ hỗn độn lớn như vậy ở đây thì muốn bỏ đi sao? Mê mơ ha ha ha. Này, thật là một cô gái xinh đẹp. Xem địa phương bắt bạn và tàn phá bạn như thế nào. Thuyền trưởng, tất cả các chân giày tai nạn đã được tháo ra. Mê mơn, vất vả rồi, bạn có cần nghỉ ngơi không? Tôi em là không có thời gian. Sao lại có thảm họa ma sát mới sao? Ở đâu? Ở lục địa Bắc Cang. Người ta nói rằng thảm họa ma sát ở đó đã đạt đến cấp độ cao nhất. Rất nguy hiểm. Lục địa Bắc Cang. Chết tiệt, là Bắc Cang Lăng Viên. Các thành viên của hội lạc thần nghe đây. Sắp xếp tất cả các ký túc xá chống của hội lạc thần chúng tôi cho các học viên của 4 đại lăng viên khác ở lại. Mặc dù bình thường chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này lại không thể để cho người ta cảm thấy chúng ta Bắc Cang lăng viên không có khí độ. Thiệt hại mà chị gái nói là yên tâm. Tôi không keo kiệt như vậy. Chắc chắn sẽ sắp xếp tốt cho các học viên khác của lăng viên. Con trai măng này bây giờ làm thật sự là không tệ. Nếu Mu Chen Loji nhìn thấy anh ta sẽ rất ngạc nhiên. Năm đó cái kia theo bọn họ mong phía sau tiểu nữ hài, nhưng là ngoại trừ bọn họ ra tội đắc lòng người lạc thần hội sẽ lớn lên. Nghe nói măng nhi bây giờ là Lâm Trấn Tông Sư. Viện trưởng ta căng đặc biệt mở một viện thị trấn Lâm cho anh ta. Hắn sẽ dạy học viên. Lâm Trấn thật là đáng sợ. Thành tựu này so với năm đó chúng ta không biết mạnh hơn bao nhiêu rồi. Hai người đừng than thở nữa. Nhưng ta không ngờ hai người các ngươi lại chạy về Bắc Cang Lăng Viên vào lúc này. Chúng ta dù sao cũng là từ Bắc Cang Lăng Viên đi ra ngoài. Bây giờ Lăng Viên có khó khăn tự nhiên là phải đến giúp đỡ. Đạo sĩ cũng đến. Mấy năm nay ngươi vẫn ở lại Bắc Cang Lăng Viên. Hôm nay đều là phó viện trưởng. Tôi không có tham vọng như các anh. Ở lại Bắc Cang Lăng Viên rất tốt. Nhưng ở lại Bắc Cang Lăng Viên này cũng rất tốt. Ít nhất có thể giữ được rất nhiều tinh khiết.
từng là Bắc Cương nghị kiệt thật sự rất cảm khái. Có chuyện gì vậy? Thiên tà thần đã xuất hiện. Cười lạnh đi. Tình báo tối đa. Mặt trận phía trước ngừng tấn công. Hai vị thật là lâu rồi. Ngày tôi đến. Nhưng đó là sự hủy diệt của bạn trong hàng ngàn thế kỷ. Một ngày nữa, thiên tà thần tụ tập đến. Ngày này cuối cùng đã đến. Mộc Khẩn chỗ đó thế nào rồi? Anh ấy không đáp ứng được mong đợi. Tiếp theo chúng ta hãy thử xem trạng thái đỉnh cao của chín mục tà thần này rốt cuộc có thể mạnh đến cấp độ nào. Ha 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 ha. Năm năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Thời gian không đợi tôi. Nếu còn có dù là 30 năm nữa, ta hẳn là có thể để lại tên thật đầy đủ trên bầu trời bảng kia. Lúc đó thiên tà thần của ngươi có đủ mọi thủ đoạn đều có thể trấn áp nó. Hai người thật sự là người kinh thế. Nếu không phải vì tôi dựa vào thông tin bên trong, tôi em là không được. Cho nên nếu hai người nguyện ý bị ta gieo xuống ma thần dực, ta có thể để cho sinh linh đại thiên thế giới này một con đường sống. Lòng thương xót của kẻ thù tôi không thể tin được. Và ai thua ai thắng vẫn chưa được biết. Trong 5 năm này, hai người thật sự cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng tôi đã nói khi tôi trở lại trạng thái chín mắt, thế giới này sẽ lại vô địch. Tôi đã nói rồi, hai người không thể ngăn cản tôi nữa. Nếu hai người không được, vậy thì thêm một người nữa. Bảng bầu trời là Mộc Thần, cuối cùng cũng đến. Hắn dẫn đầu bảng bầu trời, hắn sẽ để lại tên trong danh sách. Hôm nay trên bầu trời bảng hẳn là tên Mộ Thần của ta. Nói ra là thế giới rộng lớn của các bạn đã lên kế hoạch 5 năm. Muốn tái tạo thì đưa ra một người trong danh sách. Nhưng người này mặc dù thực lực không tệ, có thể kích động bầu trời bảng, nhưng khoảng cách để lại tên trên bảng xếp hạng em rằng còn thiếu một chút nhiệt độ. Còn tệ hơn một chút. Ha 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 ha. Ha ha. Có vẻ như hy vọng của các anh đã tiêu rồi. Đến muộn một lát là lúc ra tay đi. Thật sự bị hắn sửa thành rồi. Năm máng treo ốc sên bên ngoài. Không ngờ lại có người đem ba pháp thân nguyên thủy vội vào một thân. Để tôi giúp anh. Trên bầu trời bảng tên thật phân biệt họ và tên hai phần. Chỉ có hai phần hoàn thành mới có thể tính là khắc tên thật. Nhưng phần thứ hai khó hơn phần thứ nhất. Không trách lúc trước ngay cả Viêm Đế và Ngô Tổ hai vị tiền bối đều là về phần thứ hai. Chúc mừng trong danh sách. Ha ha ha, tức là toàn bộ tài nguyên của thế giới rộng lớn mới may mắn miễn cưỡng để lại người khác giới. Chúc mừng Musan có tên trong danh sách. Cuối cùng cũng thành công. Ghét lòng tự trọng lập tức nổi tiếng. Toàn bộ đại thiên thế giới vô số sinh linh đều là nhìn thấy này phấn khởi lòng người một màn. Sự kìm nén trước đó đột nhiên bị cuốn trôi. Tinh thần cao. Những tiếng reo hò chói tai vang lên từ mọi ngóc ngách của thế giới. Mẹ kiếp, không ngờ thế giới này lại có một tay như vậy. Ta nhớ rõ tên tiểu tử này, Khương Nha của tộc Tà Linh đã chết trong tay hắn. Chỉ là lúc đó anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc mà thôi. Không ngờ chỉ trong 5 năm ngắn ngủi lại đạt đến bước này. Làm tôi giật mình. Vẫn chỉ là sản phẩm bán thành phẩm thôi. Chỉ là số lượng nhiều hơn một chút thôi. Có gì khác biệt? Xem ra đây chính là lá bài mà các bạn đã chuẩn bị 5 năm rồi. Nhưng các bạn cảm thấy số lượng tăng lên có thể có thêm vài điểm lợi thế không? Có thể chiến đấu được không thì cũng phải chiến đấu mới biết được. Điều này là hợp lý. Trong trường hợp đó, vậy thì khai chiến đi. Nếu các người thua trong tay ta, đại thiên thế giới này ý nghĩa sinh mệnh tự sẽ trở thành ta ngoài ý muốn, ta đổ nô bộc, coi như gia súc, giết theo ý muốn. Một hai không thể lãng phí nguy hiểm của ba. Hoàng đế ánh sáng.
bạn. Kẻ nạ. Hôm nay vì đại thiên thế giới ý nghĩa sinh linh, chúng ta cũng chỉ có thể lừa dối ít hơn. Không tệ, không tệ. Tôi đã không có trận chiến này trong nhiều năm. Ba người các bạn thực sự không làm tôi thất vọng. Ha 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 ha. Na uy của rượu vang này thật kinh khủng. Để không xảy ra tai nạn, tôi phải nói với bạn gái tôi. Bạn lấy đối tượng ở đâu? Chúng ta quen nhau lâu như vậy cũng không biết tôi một mình hàng trăm năm. Những chuyện tốt như vậy cũng không nghĩ đến anh ơi. Đây không phải vừa mới gặp ở tân tôi còn nhỏ. Cái gì muốn cho tôi xem? Chính là cái này chuyên tìm đối tượng. Vừa mở ra đã có rất nhiều cô gái ở trên đó chờ tìm được người có điều kiện và diện mạo đều là hạng nhất. Bạn thích loại nào cũng có tài liệu ảnh. Đều là người đẹp tự chọn tùy bạn. Các cô gái ở trên cũng rất nhiệt tình. Bạn xem đây chỉ 2 phút là khoảng 10 người đến chào bạn rồi. Trên này tìm được có thể tin cậy bộ trời Nam Hải Bắc. Yên tâm đi, các cô gái trên này đều ở gần chúng ta. Tôi chỉ nói chuyện được 2 tuần rồi bỏ đơn hàng. Thật tuyệt, bạn lấy cho tôi một cái. Bạn trực tiếp bấm vào góc dưới bên trái của video là có thể bây giờ cái tiếp theo cũng không muộn. Lát nữa tôi sẽ đặt cái tiếp theo. Đến, để tôi xem bạn có thể cứu sinh vật ý nghĩa thế giới vĩ đại này khỏi tay tôi ngày hôm nay không. Nếu bạn chờ đợi thất bại, thế giới rộng lớn này tôi đã chấp nhận màn thứ 9. Đây có lẽ là tồn tại mạnh mẽ nhất xuất hiện từ khi đại thiên thế giới ra đời. Chỉ là đáng tiếc là cái này chưa từng xuất hiện tồn tại không phải là đại thiên thế giới thân hộ mệnh, mà là thần hủy diệt. Cho dù hắn mạnh cỡ nào, vì người phía sau chúng ta đều không thể để hắn từ chỗ này bước vào đại thiên thế giới. Vậy thì làm đi. Ha ha ha, đều trả lại cho tôi. Xem ra chiến thuật nhiều người của các người bắt đầu không dùng được nữa. Ba vị, các vị có thể đạt đến bước này. Đúng là thiên kiêu chí tôn. Nếu bạn có thể đâu hàng tôi có thể đảm bảo bạn đợi người thân và bạn bè không sao. Có vẻ như anh nghĩ anh có thể thắng. Trong trường hợp đó, vậy thì để ba người chúng ta thực sự hiểu được cửu mục này của người rốt cuộc mạnh đến mức nào đi. Hãy để chân trời mùa xuân. Nếu tôi nói đủ, bạn là... Tôi hiểu. Ánh sáng Tajin. Đây là nghệ thuật tôi khổ tu nhiều năm. Không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác. Hôm nay ta sẽ dùng nó để cân cái nghèo của người. Mà cái cây này ta gọi là nguyên thần. Thủ thuật này ta sẽ gọi là đại càn khôn. Nguyên thần liền phải đi. Vậy ta đây một chiêu gọi là thái xuất viên. Lời thề không thể nhận nói giống như bầu trời kia. Bay qua mỗi đêm. Đã có tâm tính vô tâm. Tôi đợi ba người liên thủ mới khiến Đức Đại Nhân bị thương nhẹ này. Thiên tà thần của Nhiên không hư danh. Nhưng bây giờ có vẻ thiên tà thần muốn diệt đại thiên thế giới của ta nhưng lại cần rất nhiều rắc rối. Thiên tà thần cứ tiếp tục như vậy thì ưu thế của ngươi sẽ càng ngày càng yếu đi. Thoát khỏi thế giới đi. Đến từ đâu thì quay về đó. Thế giới này không cho phép bạn đốt mỡ. Thật sự không ngờ rằng trong một thế giới nhỏ bé này, thiên tà thần của ta lại bị ép đến như vậy chật vật. Chỉ là các bạn thật sự nghĩ rằng tôi không thể lật ngược tình thế sao? Những gì tôi nói lúc nãy vẫn còn giá trị. Chỉ cần các ngươi chịu nương tựa vào ta, tôi có thể bảo vệ người thân và bạn bè của bạn. Đây là lần cuối cùng của tôi. Hy vọng các bạn có thể nắm bắt cơ hội. Tại sao phải nói dối? Chỉ là bồi thường bằng mạng sống thôi. Còn có phương tiện gì nữa? Cứ làm đi. Chỉ cần có thể chiếm cứ thế giới này, cái giá lớn nhất đều là có thể lấy lại. Hy vọng các bạn sẽ không sợ hãi. Gương có mắt. Hả? Ha 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 ha.
Đây là phương sách cuối cùng của tôi. Lăng mộ hóa thạch. Nguyên lai trạng thái chín mắt của gỗ thật cũng không phải là giới hạn của ta thân ngày nay. Chẳng lẽ ta đại thiên thế giới cuối cùng là khí số đã hết? Cuộc đấu tranh vất vả 5 năm cuối cùng cũng chẳng là gì sao? Làm thế nào để nói? Chỉ có đánh nhau bằng mạng sống. Mở thân đến càn khôn, đi thôi. Thức dậy liền để ổn định thay thế chính mình. Ta đối với ngươi kiêu ngạo không đủ hai. Ta hiện tại kế hoạch chín mắt vẽ đất mười mắt càng là trả cái giá lớn như vậy cho tuổi thọ của ta. Nếu như còn không cầm được cái này đại thiên niên, chẳng phải tôi đã thua lỗ rồi sao? Ta đã cho các người cơ hội, đáng tiếc các người không nắm chắc. Thế giới rộng lớn, nhưng ta đợi đã không còn đường lui. Cũng thế, ngọc thạch cháy cũng không phải là chuyện tốt. Đối với kịch bản lớn này, tôi đặc biệt đổi máy tính mới để làm chiếc Lenovo Server cũ. Tôi đặt nó lên và tái chế hơn 2400. Giống như chiếc điện thoại cũ tôi đã máy thay chơi thế. Game, máy ảnh, năm đều sẽ hẹn kỹ sư quay vòng đến giá nhà cả hài lòng để gửi tiền đặc biệt chỗ. Đáng tin cậy. Sao? Hãy nghe tôi. Cố xác nhận ứng dụng chuyển tiếp là đúng rồi. Năm đó ngươi vì ta còn có thể hy sinh, hôm nay vì bảo vệ các ngươi ta có gì phải sợ? Năm đó tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để các bạn bị tổn thương gì dưới bút kẻ mắt của tôi trừ khi bước qua xác chết của tôi. Nhanh nhẹn, không, bạn đi lên sẽ chỉ làm phiền nếu họ. Nếu như ngay cả bọn họ cũng bị ép đến bước đó, chúng tôi cũng không có cách nào. Đi cùng anh ấy sau chuyện lớn là được. Chỉ là trước đó tốt nhất là kéo theo mấy đôi giày bất ngờ. Thải Lâm tỷ, Vô Tận Hỏa U còn có Tiêu Tiêu Lâm, bọn họ còn cần ngươi chăm sóc. Tiên Nhi, ngươi không thể ích kỷ một mình đi cùng hắn. Muốn đi thì đi cùng. Này, ngươi định học theo tên đại đế bất tử và ta sao? Nhưng lần này tôi e rằng tôi sẽ không cho các bạn cơ hội này. Hai vị tiền bối có ý nghĩa kéo dài ngưỡng mộ, nhưng sự việc có lẽ cũng không đến bước này. Bạn vẫn còn cách để sống tốt. Vậy thì bạn có thể là... Nếu không được, ta trở lại cùng ngày đó ta thần đánh nhau sinh tử. Đến lúc đó nhất định sẽ đi theo hai vị tiền bối. Bầu trời. Thằng nhóc này mày vẫn đang giả vờ làm trò. Dựa vào thực lực của ngươi muốn lưu lại trên thương khung bảng, tên thật đầy đủ có lẽ sẽ mất một thời gian nữa. Cuối cùng. Cái gì tối? Làm sao có thế? Hai vị vất vả rồi. Nhưng đã thành công. Vừa rồi may mắn thành công. Đây là hai pháp thân nguyên thủy cuối cùng của thế giới. Một thân đáy thung lũng và thân thể hoang dã. Các người đem hai đạo pháp thân nguyên thủy này cho hắn khi nào? Vài năm trước, Mục Thần từng âm thầm đến mượn pháp thân nguyên thủy. Chỉ là hắn cũng nói không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên để tôi chờ một chút giữ bí mật. Tuyệt vời, ai có thể nghĩ rằng Mục Thần trưng bày không chỉ là hai hóa thân, mà là bốn cái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn dĩ nhiên đem đại thiên thế giới năm tòa nguyên thạch pháp thân toàn bộ tu thành. Đây thực sự là chuyện của người chưa từng đến trước đây. Tiếp theo để cho ta chờ tới thử xem lần này có thể lưu lại tên thật đầy đủ trên thương khung bảng này không. Hãy là người đầu tiên trên thế giới kể từ khi thành lập. Ghê, tôi đã nói tên thật đầy đủ trên bảng không dễ khác như vậy. Cho dù ngươi lấy một bước nắm mỗi người tu thành pháp thân nguyên thủy, nhưng khoảng cách bước đó vẫn còn kém một chút. Mộc Thần cố lên. Đại ca Mộc Thần cố lên, cậu nhất định sẽ thành công. Bất kể cậu có thành công hay không, cha tự hào về con. Bất kể bạn thành công hay thất bại, tôi sẽ cùng bạn đi đến cùng. Trên bầu trời này lưu chân minh thật sự quá khó khăn. Không có gì lạ khi thế giới rộng lớn này vô số năm qua rất nhiều người tuyệt vời đều không thể làm được bước này. Bốn vị xin hãy giúp tôi. Bạn và tôi, làm thế nào để hoàn thành nghệ thuật? Một khí hóa ba thanh trở lại sạch sẽ. Đi bằng cánh, từ đôi cánh đến cuối. Kể từ đó, trên thánh phẩm, làm gương chủ, thế giới rộng lớn, chiến đấu, vô vi đại chủ,